để chủ động giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc biến thể omicron và triển khai các biện pháp phòng chống kịp thời theo hướng dẫn của bộ y tế hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản giao sở y tế chủ trì phối hợp với các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh ủy ban nhân dân các huyện thành phố và các cơ quan đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau 1. Giả soát tất cả các trường hợp nhập cảnh từ ngày 28 tháng 11 năm 2021 có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính bằng phương pháp NAAT PCR trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Chủ động phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur để đánh giá dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm gửi các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur để thực hiện xét nghiệm giải trình tự gen nhằm xác định biến thể Omicron. Trường hợp ghi nhận người dương tính với biến thể Omicron thì tiếp tục giả soát lấy mẫu xét nghiệm của những người tiếp xúc gần và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trước đó, gửi các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur xét nghiệm giải trình tự gen xác định biến thể Omicron. 2. Tăng cường hệ thống giám sát nhằm phát hiện sớm các ổ dịch, chùm ca bệnh có diễn biến đặc điểm bất thường, số ca mắc, diễn biến nặng hoặc nhập viện tử vong tăng bất thường từng địa bàn đối tượng cụ thể. Trên cơ sở đó, chủ động phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur, lấy mẫu giám sát, nghiên cứu phát hiện biến thể, biến chủng mới. 3. Tổ chức tiêm ngay lượng vaccine đã được phân bổ để tăng tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19, trong đó chú ý tiêm cho những đối tượng chưa hoặc tiêm chưa đủ liều trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, cần triển khai tiêm vaccine liều bổ sung, tăng cường cho các đối tượng nguy cơ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.